Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua thương hiệu Gian mang model là Speeder. Một mẫu xe đạp đua đến từ một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe tại Việt Nam. Thương hiệu Gian được chạy full bộ chuyển động Shimano Cowley và trang bị bộ phanh đĩa, cung nhôm, nước sơn nguyên bản, xe toàn bộ là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Gian Speeder trọng lượng của xe thì cũng khá là nhẹ, được chạy full một bộ chuyển động của Shimano Cowley. Đèn bánh 700C. Đến phần vi đông cũng được trang bị tay lắp của Shimano Cowley. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống, thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, khóa yên tâm cổ phốt 52 cm, xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 1m74-75 thì phù hợp. Bộ lít 7 tầng, 2 tầng đĩa, xe có 10 đứng mức độ khác nhau. Chuyển động thì cực kỳ là mượt mà, nó thấy trên hình này, chuyển động này, rất là ngon. Mình cũng rất nhẹ nhàng như này. Chiếc xe đang bán bên em mức giá thì có là 8 triệu 200 cho một chiếc xe đạp Gian thương hiệu rất là nổi tiếng nhôm và bộ chuyển động Shimano. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.